PSG hồi sinh hy vọng, 3 tuần sau khi thất bại đáng tiếc trước Newcastle với tỷ số 1-4, PSG đã phải đối mặt với áp lực lớn để giành một chiến thắng quan trọng trước Milan. Lúc đầu, Milan thể hiện sự tự tin và chơi tốt hơn. Họ tạo ra một loạt cơ hội từ các quả phạt góc và ngôi sao người Bồ Đào Nha, Rafael Leao, đã gần như mở tỷ số. Tuy nhiên, PSG đã tìm thấy sự hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số của Kylian Mbappe ở phút thứ 32. Cú sút của Mbappe sau đường chuyền từ Warren Zaïre-Emery đã vượt qua thủ môn Mike Maignan. Bàn mở tỷ số giúp PSG lấy lại tinh thần và tự tin. Trong hiệp 1, nếu không có sự can thiệp của VAR, Ousmane Dembélé đã có bàn thứ 2 cho PSG. Tuy nhiên, trọng tài quyết định phạm lỗi với Younes Musa trong tình huống tấn công trước đó, dẫn đến việc từ chối bàn thắng cho PSG. Milan cũng bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa sau đường chuyền dài của thủ môn Maignan. Christian Pulisic gửi bóng tới Olivier Giroud thay vì tự mình dứt điểm. Điều này đã khiến họ phải trả giá khi Kolo Muani ghi bàn thứ 2 cho PSG ở phút 53 sau cú sút bồi thành công. Milan đã dồn lên tấn công để rút ngắn cách biệt, nhưng các cơ hội ghi bàn của họ đều bị bỏ lỡ. Đặc biệt sau khi thủ môn Gianluigi Donnarumma cản phá thành công cú sút vòng cấm của